Xin chào các bác thích bật lửa đẹp. Ambeshop hôm nay giới thiệu đến các bác mẫu bật lửa độc lạ. Mẫu này của Promise. Ở đây là trên tay em là cái sản phẩm này em giới thiệu cho các bác đây. Bên ngoài thì một lớp hộp bằng giấy màu vàng. Có logo của Promise ánh đồng lên rất là sang trọng. Mình làm quà tặng thì cực chất luôn rồi. Không phải nói, nhà em bán hàng full book nên các bác nào mà mua nhá, để làm quà tặng thì vô cùng yên tâm, tại vì lúc nào cũng có hộp sẵn rồi, các bác chỉ cần mua thêm một cái túi quà tặng nữa, hoặc là các bác có thể yêu cầu bên em tặng luôn cho các bác túi quà tặng. Đấy. Sách rất là lịch sự và rất là đẹp. Hộp bên trong được làm bằng gỗ nhá các bác nhá. Hộp bên trong được làm bằng gỗ này. Gỗ này rất là nhẹ, rất là đẹp đấy. Chắc chắn cực chất sang trọng nhá. Mình kéo ra này. Đầy đủ thẻ của hãng này. Rồi đây có sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, bộ sản phẩm thì bao gồm một chiếc bật lửa này, một chiếc túi nhung này và một cái bộ phụ kiện kèm theo. Bộ phụ kiện này mình có cái gì? Mình có một cái chổi vệ sinh này. Khi nào mà các bác sử dụng lâu ấy thì mình có thể vệ sinh nhá. Và đây là có hai con ốc này, hai con ốc nhỏ này để mình thay thế khi mình đánh rơi mất này. Hoặc là ba viên đá nhá, ba viên đá dự phòng này. Đảm bảo anh em mua một bộ này chỉ đổ xăng thôi, dùng một năm trời luôn rồi, không phải sắm thêm gì cả, rất là tiện. Đây ạ, đây là chiếc bật lửa của mình. Đây là túi nhung nhá, túi nhung này rất là tiện cho anh em này. Dây có dây rút này, anh em đi đâu xa này thì mình rút nó lại, hoặc là mình không sử dụng nó thì mình cất nó vào đây thì nó đỡ bị bụi bẩn. Đấy, rất là đẹp. Đây là chiếc bật lửa của mình. Đấy, kiểu dáng cối cổ bằng đồng nguyên chất, trơn, xước bụi và được phủ lớp chống xước, rất là cầm rất là thích. Đấy, đây ạ, chất cực nhá. Đấy, kiểu cối cổ này. Đấy, dập cối đánh lửa đấy ạ. Đấy, rất là nhạy luôn nhá. Cực nhiều các bác thích cái dòng này, nên là bác nào thích thì liên hệ với em ạ. Cái này thì sử dụng xăng, tim và đá chung với lại Zippo ạ. Đó, các bác rút đây ra nhá. Đấy, châm xăng giống như kiểu Zippo thôi, rất là kín nhá. Ở đây thì có hai lớp nhá. Mình ở đây cái chặn xăng này thì không phải là một cái lớp bông như Zippo, mà ở đây mình có hẳn một lá thép chặn xăng nên đảm bảo rất là kín nhá. Đấy, cực kỳ kín luôn ý. Đấy, giữ xăng tốt trong vòng một tuần. Thậm chí nếu mà anh em đốt ít thì có thể là hơn trong vòng một tuần đấy. Đấy. Còn cái bộ ốc, hai chiếc ốc vừa nãy là để cho mình thay thế ở chỗ như cái chỗ như thế này. Đấy. Mà rất khi nó bị rơi ốc, gần như là không bị đâu. Đấy. Rất là chất nhá. Anh em nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới cái video này. Ambeshop sẽ liên hệ lại giao hàng cho anh em trên toàn quốc, hoặc anh em có thể truy cập website ambe.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm và xem nhiều cái sản phẩm khác độc lạ tương tự, hoặc anh em có thể liên hệ cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Cảm ơn anh em rất là nhiều.